Xin chào các em học sinh. Rất vui được gặp lại các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học tiết đạo đức lớp 3, bài Biết ơn thương binh liệt sĩ, tiết 1. Trước khi tìm hiểu bài học hôm nay, cô cho các em quan sát một số bức ảnh. Đây là những người thương binh. Họ là những người đã bị thương trong lúc chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Đây là những người thương binh nặng đang ở trong trại điều dưỡng để được các y bác sĩ chăm sóc. Bức ảnh tiếp theo là nghĩa trang liệt sĩ, nơi chôn cất những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Nhân dân ta đã lập đài tưởng niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc. Các em có thấy dòng chữ ghi gì không nào? Tổ quốc ghi công. Sau khi quan sát các bức ảnh về những người thương binh liệt sĩ, họ đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tổ quốc, nên chúng ta cần phải biết ơn họ. Và vì sao phải biết ơn họ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài đạo đức Biết ơn thương binh liệt sĩ nhé! Để tìm hiểu bài học hôm nay, các em hãy mở sách giáo khoa trang 29 để theo dõi bài học. Bài tập số 1. Truyện kể một chuyến đi bổ ích. Các em hãy theo dõi câu chuyện trong sách giáo khoa hoặc lắng nghe cô đọc. Truyện kể một chuyến đi bổ ích. Hôm nay là ngày 27 tháng 7. Ngày thương binh liệt sĩ, lớp 3A của Trang được cô giáo dẫn đi thăm các cô, các chú ở trại điều dưỡng thương binh nặng. Cả lớp, ai cũng mặc thật đẹp và chuẩn bị rất nhiều hoa tươi. Đúng 7 giờ, ô tô chở cô giáo và các bạn từ từ chuyển bánh. Trên xe, ai cũng háo hức mong được gặp các cô, chú thương binh. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến trước cổng khu điều dưỡng. Trên xe, Trang và các bạn nhìn thấy một số cô chú đã đứng sẵn ở cổng để đón khách. Cả lớp chạy ào xuống rối rít chào các cô chú và chia thành từng nhóm đi thăm những phòng thương binh nặng. Chú Dũng, một thương binh nặng ở trại, đã kể cho các bạn nghe về cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam. Chú đã cùng đồng đội chiến đấu anh dũng. Nhiều người đã hy sinh khi đất nước sắp giành được độc lập. Bản thân chú cũng mất đi một phần cơ thể của mình. Câu chuyện chú kể đã làm mọi người xúc động, nhiều bạn sụt sùi thành tiếng. Các cô chú thương binh còn kể cho các bạn nghe nhiều chuyện cảm động khác. Các bạn báo cáo với các cô chú thành tích học tập của mình và hát tặng các cô chú nhiều bài hát. Giờ chia tay thật bịnh rịnh, lưu luyến, Trang thầm nghĩ, mình phải học thật giỏi và làm nhiều việc tốt để tỏ lòng biết ơn những người đã mang lại hòa bình, hạnh phúc cho mọi người. Hà Trang. Sau khi nghe cô đọc câu chuyện một chuyến đi bổ ích, em nào hãy cho cô biết các bạn lớp 3A đã đi đâu vào ngày 27 tháng 7? Các bạn đi thăm các cô chú ở trại điều dưỡng thương binh nặng. Thương binh liệt sĩ là những người như thế nào? Thương binh liệt sĩ là những người đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do, hòa bình cho tổ quốc.
Vậy chúng ta cần phải có thái độ như thế nào đối với các thương binh liệt sĩ? Chúng ta cần phải kính trọng, biết ơn các thương binh và gia đình liệt sĩ. Các em đã hiểu câu chuyện này chưa nào? Chúng ta sẽ sang bài tập số 2. Hãy nhận xét về hành vi, việc làm của các bạn trong mỗi tranh. Các bạn trong tranh đang làm gì? Đó có phải là việc nên làm không? Bây giờ, các em hãy quan sát 4 bức tranh này và trả lời 2 câu hỏi phía trên cho cô nhé. Bức tranh số 1. Các bạn trong tranh đang làm gì nào? Đó có phải là việc nên làm không? Các bạn trong tranh đang viếng hoa ở nghĩa trang liệt sĩ. Đây là việc nên làm, vì đó là thể hiện sự biết ơn của các em đối với những người anh hùng đã không tiếc bản thân mình để bảo vệ hòa bình cho đất nước. Chúng ta sang bức ảnh thứ 2. Các em thấy các bạn đang làm gì nào? Các bạn đang đi trên đường thì gặp chú thương binh nên đã đứng lại lễ phép chào hỏi chú. Đây là việc nên làm, thể hiện sự kính trọng đối với người anh hùng của dân tộc. Bức ảnh thứ 3. Các bạn đang giúp đỡ gia đình chú thương binh những việc làm vừa sức. Đây là hành động thể hiện sự biết ơn đối với những người đã đem lại hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay. Và bức ảnh cuối cùng, các em thấy các bạn đang làm gì nào? Khi chú thương binh đang nói chuyện với toàn các bạn học sinh đang lắng nghe, còn hai bạn thì lại nói chuyện riêng với nhau. Đây là việc không nên làm, vì như vậy là thiếu tôn trọng người khác, nhất là những người có công với đất nước. Các em đã hiểu bài tập số 2 chưa nào? Chúng ta tìm hiểu tiếp bài tập số 3. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Vì sao? Tình huống thứ nhất, em và các bạn đi học về, gặp một chú thương binh đang tìm nhà người quen. Em sẽ làm gì trong tình huống này? Em sẽ giúp chú chỉ đường cho chú tìm nhà người quen. Hoặc em có thể dẫn chú tới nhà người quen mà chú muốn tìm, vì chú là một người thương binh. Chúng ta sang tình huống thứ hai. Bà Năm ở cạnh nhà em là mẹ liệt sĩ. Mấy hôm nay bà bị ốm. Các em sẽ làm gì nào? Em sẽ không làm ồn để cho bà nghỉ ngơi. Và em sẽ sang nhà bà giúp đỡ bà làm một số việc phù hợp với khả năng của mình. Các em có làm được không? Chúng ta sang tình huống thứ ba. Nhưng ngày 27 tháng 7, trường em tổ chức đi thăm các gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các em sẽ làm gì trong tình huống này? Các em sẽ tham gia cùng với các bạn trong trường đi thăm các gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các em hiểu chưa nào? Và tình huống cuối cùng, trong buổi lao động dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ, một số bạn bỏ ra ngoài chơi nhảy dây. Các em sẽ làm gì trong tình huống này? Em sẽ khuyên bạn đừng chơi nhảy dây nữa. Hãy vào tham gia buổi lao động dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh thân mình bảo vệ tổ quốc. Các em đã
hiểu bài tập này chưa nào? Bài tập số 4, bài tập số 5. Phụ huynh hướng dẫn các em tự học ở nhà nhé. Qua bài học trên, các em đã hiểu vì sao phải biết ơn thương binh liệt sĩ chưa nào? Vì họ là những người đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Cô rút ra được kết luận của bài học ngày hôm nay là thương binh liệt sĩ là những người đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc. Chúng ta cần phải kính trọng, biết ơn các thương binh và gia đình liệt sĩ. Các em hiểu chưa nào? Cô mong rằng sau khi học xong bài này, các em biết mình phải làm gì để biết ơn thương binh liệt sĩ. À, chúng ta phải cố gắng học tập thật giỏi và làm nhiều việc tốt vừa sức mình để tỏ lòng biết ơn những người đã mang lại hòa bình, hạnh phúc cho mọi người. Các em có làm được không nào? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Về nhà, các em xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo cho cô nhé. Chào các em, hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.